một tuần lễ vừa qua tôi đặt tay cầu nguyện mà tôi thấy một cái hình ảnh một bà Simon vác cái thập giá rất là dễ thương. Suốt một tuần bà ấy vác cái thập giá lên để tôi đặt tay, và cuối cùng tôi hỏi ra thì đấy là một cái hình ảnh rất là dễ thương. Đâu bà mặc mọi ngày bà vác bà ấy lên, bà vác như thế nào, bà vác lên như vậy cho tôi. Hàng ngày bà vác lên đọc tay, cứ để cho bà vác. Bà vác thập giá và cõng lên như là ngày nào con cõng bà lên sao đọc tay, như ngày nào làm sao giờ làm y như vậy thôi. Cõng như. Mọi ngày cõng sao giờ cõng vậy lên đọc tay. Cõng y vậy. Cõng lên, rồi cõng lên. Lên. Nữa, nhích một cái nữa cõng lên. Đó, ngựa rong rong lên. Vâng, thưa anh chị em, đây là hình ảnh ông Simon đang vác cái thập giá. Hàng ngày, suốt một tuần lễ, tôi thấy hai người này cứ vác thập giá lên xin đọc tay. Con tên là gì? Trèo. Trèo bao nhiêu tuổi? 54. 54, trèo người gì? Dân tộc Sư Tinh. Dân tộc gì? Dân tộc Sư Tinh. Dân tộc Sư Tinh, trèo ở đâu? Ở sông bé chèo cõng ai đây? Chèo cõng ai đây? Ai đang cõng ai? Mẹ. Cõng mẹ. Mẹ tên gì? Đèo. Mẹ tên Đèo. Neo. Mẹ chèo cõng mẹ Neo. Mẹ Neo bao nhiêu tuổi? Năm ơi là 92. 92 tuổi, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chèo. Đấy, hình ảnh chèo cõng mẹ Neo, một người 54 tuổi và cõng mẹ là 92 tuổi, ngày nào cũng lên để đặt tay như thế này. Tôi mới hỏi, sau một tuần lễ cứ như thế, tôi mới nói là em thiện nguyện lại hỏi coi tại sao mà cứ cõng mà không có xe để mà đẩy. Thì chèo cho biết là không có xe, cứ cõng mẹ đi như vậy, cho nên anh chị em thiện nguyện có một món quà để tặng cho Trèo Neo. Xin mời bạn thiện. Con lên đây, đẩy cái xe lên đây. Vâng, đây là món quà để cho Trèo để đưa mẹ Neo ngồi trên chiếc xà lăn, không còn phải là đẩy mẹ đi nữa. Cây thập giá rồi, Trèo có biết đẩy mẹ không? Dạ không. Thưa anh chị em, thấy thương không? Có xe, tại vì đã vác thập giá quen rồi, vác cái thập giá trên lưng mình quen, bây giờ bỏ cây thập giá xuống mà đẩy thì Trèo không quen. Đẩy mẹ Neo, mẹ con bây giờ con ra con cầm hai cái tay ở sau đó. Con cầm hai tay ở sau đó. Đó, đang cầm. Đó, đây là cái thắng, thấy chưa? Đây là cái thắng. Hai cái này là hai cái thắng của cái xe. Rồi con cầm cái này, con đẩy, kéo lùi xuống. Đưa ra đó để làm, hướng dẫn làm, rồi kéo xuống. Kéo xuống. Thì nó ru nồng. Rồi, treo, neo. Đấy, tới con, đấy tới. Con lên đập tay, bây giờ lên đập tay này. Con lên đập tay này, đó, bây giờ con không phải cõng mẹ nữa. Đấy, cứ đẩy đi, con cứ đẩy đi. Con cứ đẩy, đẩy tới nữa con, đẩy tới nữa. Rồi, bây giờ con đặt vầy, xong rồi cho đập tay nhá. Đập tay cho mẹ này, đợi chưa? Treo muốn đập tay không? Có thì cúi đầu vào đây, đập tay này. Rồi, đập tay xong rồi treo, đẩy xe qua đây thử coi. Đẩy về thì coi. Đấy quá. Đợi mít còn chút cho lại. Đó. Rồi trèo đẩy đi, đẩy thẳng. Đó. Đấy. Đấy, cứ đẩy thẳng. Cứ đẩy thẳng. Được không? Được chưa? Dạ, được. Hả? Được rồi, được cho chú. Có sợ không? Có. Vẫn
sợ được trèo kéo xuống. Để trèo kéo, không có trèo leo mà trèo kéo. Đó, bây giờ không đi thẳng được thì trèo kéo lùi xuống. Đó, lùi xuống, lùi xuống. Đấy, lùi xuống đi, cứ lùi xuống nữa đi, lùi xuống nữa. Rồi, khênh mẹ xuống, khênh cái xe xuống dùng cho trèo leo, chốc trèo leo lên xe về, nha. Rồi, con rồi trèo, con có đạo không? Hả? Trèo có đạo không? Dạ. Có đạo gì? Đạo tin lành. Đạo tin lành. Rồi bây giờ trèo đem mẹ đến đây để làm gì? Dạ, nuôi mẹ. Nuôi mẹ bà già với con. Nuôi bệnh bà già với con. Trèo có muốn cầu nguyện cho mẹ khỏi bệnh không? Dạ. Muốn. Rồi bây giờ trèo được cái xe này thấy nó có nhẹ bớt cái gánh nặng trên lưng không? Dạ, đỡ. Thích không? Thích. Lấy không? Lấy. Rồi đây tặng cho trèo cái máy 365 bài giảng nha, có chưa? Có, nó cho rồi. Hả? Dạ. Cho rồi. Có rồi lấy nữa không? Có thứ ba. Lấy, có rồi lấy nữa không? Lấy nữa tham chứ. Nghe rõ chưa? Mấy bà khác dạ thì trai có, con trai có thì con xin. Thế bà có rồi mà cha cho thì con xin. Còn đây có rồi lấy nữa là tham. Đau chưa? Rõ chưa? Người ta nghèo mà người ta không tham. Nghèo mà vẫn sạch. Còn đây mình giàu mà mình vẫn tham. Giàu mà mình vẫn dơ. Vẫn bẩn. Tại vì ham hố, ham muốn là dơ hay là sạch? Dơ. Dầu mà còn ham hố, còn ham muốn là bẩn hay là sạch? Bẩn hay sạch? Bẩn. Vì thế mà trèo nói là có rồi lý nữa là tham. Đây cây quạt này trèo thích không? Dạ, thích. Lấy không? Lấy. Trèo quạt, quạt cho mẹ. Quạt, quạt cho mẹ. Dạ, cảm ơn cha nhiều. Rồi nhà, nhà trèo có bao nhiêu người? Nhà bốn đứa con thì lấy vợ lấy chồng ở đi nữa rồi. Còn như mẹ nuôi cháu ngoại 7 tuổi học lớp 3. Chồng? Chồng bị què. Chồng của trèo tên gì? Điện Bô. Ờ, Bô. Ờ, Bô bị què như thế nào? Què lúc hồi nhỏ bộ chân yếu. Có đi được không? Thì đi thì được, làm cũng yếu rồi. Ờ, thưa anh chị em, một người mà nuôi người mẹ liệt, nuôi người chồng khỏe với lại bốn đứa con mà không tham, không ham, không đòi, không cầu dân cầu lợi gì cả, thưa anh chị em, có xứng đáng là một người vác thập giá theo Chúa không? Thưa anh chị em, đấy, ngày hôm nay ngày suy tôn thập giá, Chúa cho chúng ta thấy những cái hình ảnh rất đẹp như thế này đấy. Rồi bìa trèo còn thích cái gì nữa không? Tôi cho sách, đĩa, quạt, máy có thích gì nữa không? Thì cha cho vậy cũng cảm ơn nhiều, thì đòi nhiều quá thì động tâm em thì cũng có tham nhiều. Thì cha cho vậy mới lo. Cha cho vậy là nhiều rồi, không có tham gì nữa. Hallelujah. Thank you.